Con yêu mẹ. Mẹ là người yêu thương, quan tâm em nhất. Đối với em, mẹ là người quan trọng nhất. Cảm ơn mẹ vì đã chăm sóc em 3 năm qua. Con yêu mẹ. Dạ rồi. Thì em phấn đấu học tập cùng với việc là cũng giúp mẹ làm việc nhà trong những cái việc mà em có khả năng như với nhà để chế dọn phòng ngủ. Dạ em với mẹ con yêu mẹ. Mỗi lúc buồn hay vui em đều tâm sự với mẹ là người đầu tiên. Mẹ như người bạn đối với em. Em đã từng làm cho mẹ buồn nhiều lần. Trong ngày hôm nay em sẽ dành những niềm vui của em